gì cái này cơ? Ừ, ông chỉ là viewer thôi mà bọn này có biết bao giờ có biết gì đâu, kệ đi, quan trọng gì. Tôi đã quay Trần Quốc. Mình kiểu diễn viên quần chúng kiểu wow, đúng là như vậy. Ở đây là bộ hai bộ này tổng cộng là 1.730.000 nhá. Wow, giàu quá. Wow, giàu quá. Mình chắc chắn đây là tiền một tuần. Sao em? Anh Quốc giàu quá, anh Quốc ơi. Ai đó giúp tôi đi đâu? Tên DC của Quốc. Đúng không? Họ hỗ trợ đi. Một phần cả nhóm mà đi của cả nhóm. Ông có 1.700.000 mua cái này đúng không? Đưa tôi 17.000 đây. Ừ, mở ra đi. Thôi được rồi. Hỗ trợ xong cắt ra xong dùng tay cơ. Giúp cúc một tay đi, chặt tay ra. Đây, cắt ra, đây rồi. Bộ này, là bỏ đây không? Bỏ cái kéo không? Đây bộ này là 1.400.000 nhá. Còn bộ này là 300.000. Bộ này là 300.000. Nhưng mà chụp cái bộ này không phải nhân vật chính. Rồi. Bộ này là có phải là... Ở đây thì... đây là bộ Root Underworld thì... Đó, từ từ em mượn em xem rồi. Chúng ta sẽ có thêm... phe chuột chuỗi này, phe quạng, một cái quả tháp và một cái bè. Thế nên là số lượng người chơi thì nó vẫn là từ 2 đến 6 thôi, nó vẫn là từ 2 đến 6 thôi, không khác gì cả. Đây thì mình sẽ thử đùa ông làm đi. Nhưng bọn khi tôi sẽ là người làm đi nhưng lên một. Nhẹ nhàng là thôi, nhẹ nhàng đi. Biết nhẹ nhàng không Lộc? Xong không mở được luôn. Ừ, thôi một rách mẹ cái hộp. Rồi, thế thôi, được rồi. Thế đốt đi. Sạch. Rồi. Hi hi. Ông hỏi tôi biết nhẹ nhàng không ạ? Rồi. Rồi, chúng ta sẽ mở hộp. À, cái này để sau đó, cái này để sau đó. Đạo. Đạo quá. Nhưng mà đạo chúng ta không hiểu rồi. À, khí thật đấy. Khí thật. Ít ra nó không kêu được cái này khác biệt đấy. Cái này khác biệt so với đúng này vãi. Cái này khác biệt vãi. Vãi. Em biết là sao không? Bởi nó 1 triệu ấy. 1.400.000. Rồi. Đây là cái này. Đấy, tôi nghĩ đây hàng sách tay không ạ? Tôi nghĩ đây hàng sách tay. Đầu tiên là có quyển Learn to Play như hai bản vừa rồi thì luôn luôn là có quyển Learn to Play nhá. Bỏ qua 5 bên đi. Bỏ qua luôn cái này đi. Nào. Hit như cũng rồi. Ừ, phải lấy, tôi nghĩ phải lấy từ đầu này. Rồi, cái map đây rồi. Cái map thứ hai. Đây là và quyền luật nha mọi người. Cái map thứ hai này có ghép được với cái map thứ nhất để chơi không em ạ? Không em ạ. Đừng nói thế trước mặt viewer. Bỏ ra. Dù chúng ta sẽ làm cút cái map đầu tiên này đi Lộc ơi. Wiu. Cút cái map đầu tiên đi. Chúng ta dùng cái map thứ hai. Mà nó có hai mặt, một mặt hồ và một mặt núi á. Tuyệt. Có mặt rừng không để cho đấy. À. Không mặt mặt rừng là bản cũ. Ừ. Đây là hồ. Đây là mặt hồ và xung quanh vẫn là rừng, nó cho huy hoàng rừng. Mua màn đi. Đây. Sau mua màn là mặt hồ, còn mặt núi là mặt này. Real ok, để cái lại cũ thì mình mở ra. Ủa cái này đẹp nhở? Thằng này tay máy để lại vẫn thế mà đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là núi này 6 đường đi, nhưng mà tí nó sẽ bị che lại mà. Rồi mình có cái này, mình sẽ mở cái này trước. Từ từ, đừng mở cái đấy bên ngoài, nó sẽ bay. Đấy, để vào đây mà. Ừ, chúng ta có cái map mà. À, thì là cái này trước nhỉ? Ừ, cái kia trước xong rồi, sau cái cục ra sau. Cái này sau. Cái này cho ra là cút trước ấy, nhẹ nhàng với nó thôi. Để nó im đây đã. Chúng ta sẽ lấy faction code ở đây. Đây là con chuỗi chuỗi nha các bạn. Real. Tôi chỉ là chuỗi chuỗi. Nhưng mà cái chất liệu là công cầm nhỉ? Công nghệ là sớm hơn cái đống này không? Không biết là sao không? Hàng sách tay đấy. Rõ ràng đây là hàng Trung Quốc, còn đây là hàng Mỹ. Cầm này ra kìa. Cái này phế quá, cái này cầm sớm đấy. Mày cầm thử cái này, cầm thử cái này. Khác quá. Ê, mọi người không biết, mọi người có chơi cầm thử hai này xem có khác biệt không? Khác biệt quá. Cái này giá cả cầm sớm hơn đúng không? Đây là... Wow. Đây là lộc. Đây là một con chim khác nghe. Đây là lộc. Chim này khốn nạn. Lộc. Bọn chim thường không thích bọn chim này. Lộc. Đấy chim mẹ. Đó là lộc. Rồi, giờ thì thế đây là bao nhiêu con? Bao nhiêu con? 15 con quạ nhá mọi người. Cái này bóc đầu phát bóc chết bóc luôn. 15 con quạ nhá. Đấy, cầm quạ lên cho mọi người xem đi. Đấy là nhìn kìa quắc, nhìn kìa quắc. Đồ xài luôn. Hai người
Tôi nghĩ bọn này sẽ phải ra một chỗ khác so với bọn Mipo. Khác đâu, có cầm thử nào. Có cầm... Ừ, cũng cảm giác mượt hơn thế chứ với bọn Mipo này. Đúng không, cảm giác mượt hơn thật. Mà thử kể, ký cũng phải ở chung không? À, thế à? Ừ. Rồi đến bọn chuột chuỗi. Đây là cái con tôi thích nhất này, nhìn đẹp vãi. Bọn chuột chuỗi nhìn đẹp vãi chưa? Thật tôi thích Hải Ly hơn. Bọn chuột chuỗi nhìn đẹp vãi. Nhìn như... viewer nghe thấy câu đấy đấy, mic tôi to lắm. Okay. Đây là vương miện của bọn chuột chuỗi nhá. Đây vương miện bọn chuột chuỗi, nó sẽ có 10 cái, 9 cái chứ, đây là 9 cái. Và đây chắc chắn là nhựa chứ không phải kim loại. Đây, đây là nhựa nhá. Con đấy gỗ mà. À, ừ, gỗ ạ. Ừ, chắc vậy. Đèn gỗ. Không biết đó, cảm giác bộ này in body. Gỗ. Gỗ mà. Gỗ. Ok. Giờ nếu không có cái bản kia, cái bản 300.000 thôi. Nó làm luôn. Là sao không? Nếu mà không có bản này nhá, thì chúng ta sẽ, nếu mà chỉ mua cái bộ 1.7 này thì chúng ta sẽ chỉ có hai cái này thôi. Và nó là một cái tháp. Một cái tháp và một cái bè. Thì đây là cái tháp. Và đây là cái bè. Cái bè để chơi hồ đúng không? Trong bất cứ mắc nào cũng được, cái này để lên mọi con sông. Không thể để nó ở đây. Hồ cũng được đúng không? Ừ, hồ thì là mạnh nhất. Cái bè này vào hồ là mạnh nhất. Mình đi ra đây xong rồi mình di chuyển theo. Ừ. Còn đây các là bài overview các thứ là nhẹ như cái bè này. Ủa, cái này như bóc bách của Yu-Yu ấy. Thấy nó hơn hẳn mẹ bảng Trung Quốc chưa? Ăn đứt luôn như đồ 1.7. Hàng sách tay mà. 500 chứ. Đây là hai lá overview ấy. Hai lá overview của bọn quả với bọn chuột chuỗi. Và đây mà bọn tôi sẽ không bao giờ đọc. Đưa đây. Tôi luôn đọc khi mà làm video nhá, đừng nhầm. Đưa nó đây. Đẹp vẫn cầm sướng ấy. Ý ông là chúng ta chưa làm đến hai con này á. Sẽ làm luôn. Và đây là chim lá quý tộc của bọn chuột chuỗi. Đây. Luffy chó sủa cực chiêu. Đây cho xem này, đặt lên cho xem này đặt. Đây là chín con gọi là quý tộc nhá. Nhiều quá. Và có một đôi xúc sắc đen mới. Cái xúc sắc chẳng cũ đâu. Ở trong kia, ở xúc sắc đen này làm gì? Thì nó đẹp hơn. Ờ, xúc sắc đen thì nó xúc sắc đen thôi. Đồ xúc sắc đen. Thế thôi nha hả? Ờ. Thế thôi, ông muốn nó gì nữa? Ông muốn gì nữa? À. Hay ở cái đây, xúc sắc chẳng nằm trong hộp này. Nhập vào số. Xúc sắc của châu Phi hay xúc sắc của châu Mỹ à? Đây. Giờ chúng ta có 4 xúc sắc. Ờ, tôi sẽ... À. Để đen ở phía dưới, con để trắng ở bên trên. Nào đúng không? Đăng video. Rồi, giờ con đúng này thôi. Nhấp bọn Meeple ra đi. Bọn này vào nhé. Nhấp bọn Meeple ra đi. Chính giúp tôi ra. Để lại cái tháp và cái bè ở lại. Để tháp ra. Nhấp bọn Meeple và cả mấy cái phương miệng ra. Cả phương miệng cho chung vào luôn. Mẹ vào một cái vào tháp. Đến cái đống này em. Đến lúc token rồi. Thì nếu mà không biết cái này để làm gì thì cái này thực ra lúc đầu game chúng ta sẽ để nó để chặn đường. Cái này dùng để chặn đường nhé. À, chặn mấy cái lối cam cam đấy. Ờ, và chúng ta sẽ phải mở cái này. Ờ, khi mà chơi cái này sẽ dùng để chặn đường. Đó. Ok. Tiếp theo là cái quận của bọn chuột chuỗi này. Cái quận này là cái của nó. Cái này sẽ không để vào map mà cái này sẽ để bên cạnh. Con chó này là tuệ trắng cắn. Con chó là con đấu này là token các thứ. À, cái đấy là của bọn quặng. Đây là chữ lãi cho token, nghĩa là mình không cần dùng cái đống này. Đống này thêm vào để chúng ta chơi kiểu nó chơi thêm nếu mất cái đống này thôi. Còn ra chúng ta chỉ dùng đống này. Ừ, thay giữ cái này ở những chỗ cái kia đi. Thế có con mèo dự phòng không? Không có. Chúng ta mất mèo từ đầu rồi. Đây là đống này là đống của cái hang của con chú nhất. Hang đầu lên. Đây là sở có một con này. Victory Point. Nhưng mà đánh ép phải có hai con, hai van carbon nữa. Đâu có van carbon. Ở đây có một van carbon nhé. Thế thì cái bản chơi không một van carbon. Van carbon đấy. Van carbon. Kẻ bắt thang ấy. Nhân vật chính. Đây là ba cái
gọi là công trình của bọn chuột chuỗi. Đây cũng là ba cái công trình của bọn chuột chuỗi. Kia là hai cái lâu đài, đây là ba cái chợ. À đây là ba lâu đài, ba cái chợ. Đây là Victory Pond này. Đàn. Xong rồi cũng cứ vào vào. Xong rồi. Xong. Giờ lại nhét đúng này vào đây thôi. Được chưa? Rồi. Lập lại làm cái sau đấy thôi. Rồi. Thế thôi thì nó chỉ có thế này. Thôi rồi ăn bốc.